Phan Sobo Danh 18 sẽ dự thi với hai bài hát. Bài hát không nhạc là bài Và Cơn Mưa Tới, và bài hát có nhạc You've Got A Way. Xin mời thí sinh Nguyễn Hạnh Ly lên sân khấu. Em xin chào ban giám khảo và chào mọi người. Bài đầu tiên thì em xin trình bày bài Và Cơn Mưa Tới của Bảo Trấn. Không nhạc. Từng ngày qua đi rất nhanh. Mãi hương sực cây hoa ngâu lá xanh. Lòng buồn trong đêm. Chút gió đêm ngày mưa tới. Người trên phố đi bên nhau rất vui. Chỉ riêng em cô đơn theo mãi thôi. Đường xa lắm hắt hiu mây buồn nên mây ngừng trôi. Và cơn mưa tối mắt tâm hồn. Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ. Ngoài trời mưa rất nhiều. Chợt dấu chân anh. Vì em đã biết dưới cơn mưa dịu dàng anh sẽ tới. Hát lên lời ru em mãi cho em mà thôi. Hát lên lời ru em mãi cho em mà thôi. Way we make love.
just the way you are. Xin chào em. Microphone để bên kia được em. À, nhưng mà em cứ cầm đi tại em MC cũng sẽ phỏng vấn em mà. Xin chào anh. Ừ, thì anh thích em xử lý bài thứ nhất, bài Vào Cơn Mưa Tới, hơn là bài có nhạc. Thì anh thấy em hát rất là chuẩn bài đấy, giọng em đầy và cao độ đúng. Thì ngoài ra thì em còn có một ưu điểm nữa là giọng em mạnh nhẹ, phân biệt rõ ràng, chỗ nào cần mạnh thì nó cũng có mạnh, chỗ nào cần nhẹ cũng có nhẹ. Nhưng mà nó rõ ràng hơn một tí nữa thì tốt hơn ha. Thì đối với bài thứ hai thì một số nốt em chưa ổn định. À, đặc biệt là đoạn điệp khúc lên cao thì em cần lên cao ấm hơn. Tại vì bây giờ thì nó hơi mát mẻ quá. Ngoài ra thì em có thể là di chuyển và có một tí động tác tay chân để diễn tả cảm xúc của mình. Rồi, chúc em may mắn. Chào ấy. Chào chị. Cũng giống như là anh Hanh nói thì tớ thích cái bài thứ nhất của bạn. Tại vì giọng bạn khá là tốt. Bạn ở bài đấy là một cái bài mà cái range của nó từ nốt thấp đến nốt cao khá là rộng, nhưng mà bạn đều xử lý đẹp ở cả nốt cao và nốt thấp, đặc biệt là ở những cái khúc thấp. Nhưng mà bạn chú ý một cái lỗi nhỏ nhỏ ở bài thứ nhất, đấy là trường độ của cái nốt cuối của câu. Cái nốt cuối của câu có những đoạn bạn ngân chưa đủ cái bài thứ nhất. Có thể là do bạn hết hơi hoặc là bạn không chú ý, nhưng mà ở cái nốt cuối. Còn bài thứ hai thì tớ nghĩ là có thể là giọng của bạn không hợp lắm với cả phong cách country, có thể là chưa đủ ấm. Thì tớ nghĩ là bài thứ hai bạn chọn bài không hợp lắm. Còn nhìn chung thì giọng của bạn khá là tốt. Cảm ơn ạ. Xin chào em. Xin chào anh ạ. Anh lại nghĩ là bài thứ hai em chọn khá là hợp với giọng của em, nhưng mà thể hiện thì chưa hợp. Bởi vì anh thấy là em có kỹ thuật khá là tốt ở bài thứ nhất, luyến và ngân và lên cao độ rất là đúng, đặc biệt là ở hai câu cuối của bài lên cao độ rất là đúng, và cái đó là cái khó. Nhưng mà ở bài thứ hai thì em lại không áp dụng được những thứ đó cho bài thứ hai. Có thể là em cố gắng hát theo phong cách của Shania Twain, nhưng mà nếu như em hát theo phong cách của riêng mình thì anh nghĩ là vẫn là sẽ hợp hơn so với cả cái em vừa thể hiện vừa rồi. Anh không rõ có phải không, nhưng mà cái đoạn bridge em hơi lạc sang bè. Có vẻ là bè to quá không? Cũng không phải, hình như là em định làm như thế ạ. À. Vâng. À, như vậy là em muốn như kiểu là khác một chút so với cả Shania. Oh. Nên em làm như thế. Ok. Bởi vì anh lại nghĩ là em bị lạc sang bè, nhưng mà nếu mà đó là ý định của em thì vâng, thì không có vấn đề gì. anh nghĩ là giọng của em tốt, nhưng mà ở những đoạn trầm em nên xử lý tốt hơn. Mặc dù em hát đoạn trung rất là tốt, lên cao độ chuẩn, nhưng mà đoạn trầm em nên xử lý tốt hơn. Anh thấy tiết mục của em rất là thành công. Cảm ơn anh. Chúc mừng chị đã hoàn thành xuất sắc phần dự thi của mình. Cảm ơn bạn. Với các em xin có một comment không liên quan gì hết, là nhìn chị rất là xinh. Cho em hỏi là chị sang Singapore được bao lâu rồi ạ? Mình sang được 1 năm. Như vậy thì làm sao mà chị biết được chương trình Project V? Năm ngoái chị có xem chương trình không? Năm ngoái thì lúc mình sang là Project V bắt đầu. Chỉ chung kết thôi. Vậy thì chị có chắc là bạn chị có sự cổ vũ từ bạn, tức là ủng hộ từ bạn bè khuyến khích chị đi thi hay là tự chị đăng ký? Thật ra thì mình cũng chỉ thích kiểu là ca hát như một cái activity khác trừ những cái ở trên trường ấy, nên là mình đăng ký để thi để vui thôi là chính. Như vậy thì cảm giác của chị khi đứng trên sân khấu audition V lần đầu tiên như thế nào ạ? Rất là run, cực kỳ run. Thật ra thì mình mỗi lần hát thì mình cũng rất là run, nhưng mà lần này thì đặc biệt cực kỳ run và tay mình vẫn còn đang shaking. Tuy nhiên thì em đã thấy là tiết mục của chị đã hoàn thành thành công rồi, và chúc mừng chị, hẹn gặp lại chị trong vòng sau. Cảm ơn mọi người.